mình giảm phân nữa, chứ không phải rễ ăn sâu là giảm phân, anh em ơi, rễ nhiều là giảm phân. Anh em xem bộ rễ này đó, anh em xem nè, ba cây, ba cây thì nó ra là chín chồi nha, ba cây thì chín chồi, ba sáu chồi con, ba chồi mẹ nha. Mà anh em xem bộ rễ này có đứt nha anh em con nè. Mà anh em để ý ra cái rễ này nè, lúc nào nó cũng ngang ngửa này, hoặc hơn cái này nè, hơn cái chỗ cái mắt lá này nè anh em, cái mắt này nè, thì cái bộ rễ bên dưới là nhiều hơn, nó ngang ngửa, nói chung là nó tầm từ cái đầu này lên đây nha. Rồi em chào anh em bà con đã đến kênh lúa miền Tây anh em bà con ơi. Thì hôm nay là em chia sẻ anh em về cái miếng 26 công này anh em bà con, và em chia sẻ và đi sâu về cái vấn đề mà tại vì nhiều anh em hôm qua em ra cái video á là bón phân đợt một á, và tác nhân của hoại bệnh vàng lá chín sớm anh em bà con, thì chắc cái video em hứa lại cái video vàng trị vàng lá chín sớm em sẽ chia sẻ sau nghe anh em bà con. Còn cái tại vì nhiều anh em có bình luận ở dưới cái video á, là kêu em chia sẻ về cách quản lý nước sớm nhất để cho anh em quản lý nước anh em con, cách quản lý nước một vụ lúa đông xuân anh em con, một vụ lúa để đạt được cái năng suất thì anh em cái việc quản lý nước anh em con đó. Đó. Thì bây giờ bữa nay em đi sâu về cái vấn đề đó anh em con, trước vào vấn đề đó thì em xin em chia sẻ anh em về cái miếng này là 26 công anh em con. Thì ra cái miếng này nhiều anh em cũng có biết đó, vừa đây anh em con, nó có đường bên giữa đó đây đó. Thì ở cái miếng này nha anh em bà con, thì em đầu tiên em cũng chia sẻ anh em bà con nhớ xem mà bấm từ đăng ký kênh nha anh em bà con đó. Thì anh em cứ vận dụng y chang em đi anh em bà con ơi, nói chung là tại vì thì anh em cứ xem hết video từ đây tới cuối vụ luôn nha, thì thử cái lúa em như thế nào anh em nhìn là nói chung là mình nhìn là đã mắt luôn đó, em nói thật á. Cái vụ đông xuân á, cái vụ hè thu anh em nhìn thấy cơ bản là nó nhìn thấy là ngon rồi đó. Còn cái vụ hè thu ở đông xuân này anh em nhìn cái miếng đất này, cái dòng đất này anh em bà con, lúc nào nó cũng mềm á anh em, khô 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 cái nào khô nha, nứt nứt đất luôn đó. Nhưng mà khi anh em đưa nước vô qua ngày sau mềm sụm lên, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà nó có nó trên mặt đất nó có một lớp vậy nè, còn dưới nó cứng ngắc à đó. Thì ở cái miếng đất này em sẽ chia sẻ anh em nha, là cái đầu tiên về cái bón phân anh em bà con, thì anh em xem nhớ bấm vào từ đăng ký kênh và chia sẻ video lên Facebook giùm em. Cái cách quản lý nước này rất quan trọng một vụ lúa nghe anh em bà con đó. Thì mong anh em bà sao con có xem thì xem hết video giùm em và đăng ký kênh. Cái video sau em sẽ chia sẻ cho anh em một cái bí quyết luôn, là chữ mình gọi là bí quyết luôn đó, là nó thiệt gây phấn trắng là nhiều anh em rất sợ, nhưng đối với em ấy, em làm cho anh em xem nha. Em sẽ chia sẻ cái video đó rồi sau đó em sẽ thực hành cho anh em xem luôn cái gây phấn trắng nghe anh em bà con. Nếu anh nhiều người là xịt bữa nay có, xịt bữa nay có, ngày mai xịt, xịt liên tục. Nói chung là em sẽ chia sẻ anh em cái cách mà mình làm, ít nhất cũng một tuần mình mới xịt nghe anh em con. Nhiều mật độ nó cỡ nào cỡ nhưng mà được ít nhất một tuần mình mới xịt một lần ha, ở mật độ gây phấn trắng, giữ cả quản lý mũi hành luôn nghe anh em con. Quản lý mũi hành là nói chung đạt hiệu quả luôn á, nó mình không cần nó mình dựa vào cái lịch vậy chứ, mình cứ là cứ anh em cứ đăng ký kênh này xem em làm anh em xem là nghe, anh em xem rồi anh em thử anh em nghe thôi, anh em muốn làm mà đó. Thì bữa nay em chỉ đi sâu về cái vấn đề là quản lý nước thôi anh em con ơi. Thì bây giờ em chia sẻ về cái lúa này anh em con đó. Cái lúa này là nói chung là hiện tại bây giờ là 19 ngày anh em con, là em bón phân giai đoạn 9 ngày, em có chia sẻ bón phân được một cho anh em xem á rồi đó anh em con. Thì giai đoạn 9 ngày là em bón là 5 bao ha, là trong đó là 2 bao G, 3 bao DB nha. Là 6 cao 26 công nghe anh em con, 26 công tổng lớn á, dưới 5 kg sumo pH nghe anh em con. Là cho 26 công này. Giai đoạn 9 ngày bón nền ẩm xong rồi qua 2 ngày sau mới đưa nước vô. Nghe anh em con. Đó thì hiện tại bây giờ là 19 ngày. Rồi bây giờ em cho anh em xem lúa nha. Đây anh em xem nè. Đây nó đẻ nè. Thì em hứa với anh em là lúa em thường là 18 đến 19 ngày là nó 18 đến 20 ngày là nó bít rồi anh em coi. Anh em nhìn trên nhìn xuống là thấy nó muốn bít rồi ha. Thì chỗ này là bữa nay mướn người ta dặm nè anh em coi. Bữa nay mướn người ta dặm nè. Chắc dặm xong bữa hay bữa mới phải phân anh em ơi. Chỗ này bị phèn nè anh em coi, đất phèn nè. Nó thì em có chia sẻ anh em là cái cách là nói chung là các em lượng phân bón em bón ở cái miếng này anh em con. Thì em đi vòng cho anh em con xem nha. Đó thì anh em xem nè, chỗ này nè. Chỗ này nó phèn nè. Đó, dưới nó lùng này chết nha, cởi dặm mấy cây được rồi. Đó chỗ này nè, đó, anh em thấy vàng phèn đỏ luôn không? Đó thì ở cái video này là em chia sẻ anh em cách quản lý nước ở vùng đất phèn và vùng đất
xét luôn nghe nè con. Thì nãy em có nói rồi đó, cái miếng này là em sử dụng dòng Sumo BH. Và cái việc mà khi mà trước khi mà mình bón phân đợt một á, là em có sử dụng thuốc để em hỗ trợ nó anh em con, hỗ trợ cho cây lúa mình á. Thứ nhất là để giảm phân này, thứ hai là giúp nó đem phát triển bộ rễ này. Em kiếm chỗ nào đất mềm mềm em sẽ chia sẻ anh em cái bộ rễ của nó ở gì ha. Thì cái mình đưa cái dòng anh là em cái dòng này cũng rẻ tiền anh em con ơi. Nó là nó 9.000 một gói nha anh em con, 9.000 một gói cái thằng Fumigon của thằng Sumo BH này luôn. Nó là anh em đưa vô cái giai đoạn mà anh em quản lý cái bù lạch mũi hành ở giai đoạn mà trước khi bón phân á. Nó hoặc anh em sử dụng sau khi bón phân cũng được nha anh em con. Thì như chỗ này đất này nó mềm nè anh em con ơi. Để em nhổ cho anh em con xem thử cây nha. Nè, đây anh em xem nè. Đây nha, nó đẻ nè. Đó, bây giờ em nhổ cây này nha anh em con. Anh em có thấy à? Để em nhổ cái rồi em sẽ chia sẻ anh em cách mình quản lý nhổ nhẹ nhẹ thấy đi. Quản lý nước nha anh em con. Đây. Để em ra đây em rửa. Rửa sạch luôn anh em con. Đó. Đó. Tại vì đất này nó mềm nên dễ dỗ nè anh em con. Nó cũng có đứt nhưng mà đứt không bằng đến nỗi đâu. Đó, anh em xin bù rễ nè. Bộ rễ nó tương đương với nếu tính ra nó còn hơn hơn cái thân cây luôn. Anh em xem nè, 19 ngày nha anh em con. Đó, anh em thấy bộ rễ không? Đây. Nè anh em xem nè. Thấy không? Mà bộ rễ nó rất sáng nha anh em con, rất tươi nha. Nó không có đen nha anh em con, bộ rễ là phải như vậy nè. Anh em cứ đăng ký kênh này tới giờ đồng đồng em xé ra, em nhổ lên một bụi như thế này thôi. Em nói thiệt nó cái bộ rễ nó bằng cái gỗ kìa. Em nói thì giúp em không nói giúp anh em đâu, bằng cái tô rễ nữa em nói thiệt luôn á. Thì cái cử phân được hai này em sẽ đi như thế nào thì anh em bà con đăng ký kênh xem nha. Đó, đây anh em nhìn cái bộ rễ nó mình nhìn là mình mê liền anh em con. Đó, thì anh em để ý đi, cái bộ rễ anh em nhổ lên sao mà giữa cái rễ này nè nha, cái rễ chiều dài cái rễ này sao nó bằng ngang với nó ngang ngửa hoặc dài hơn cái khớp ở chỗ này nè anh em, khớp lá này nè. Đó. Đó, lúc đó mới gọi là bộ rễ khỏe nha anh em con. Còn ở đây nó ngắn ngủn gì là không không phải nha. Ở đây từ khi mà anh em nhổ á, anh em xem cái bộ rễ này nè nha. Mà sao mà cái rễ này nè nó nhiều lông hút nha anh em con. Mà anh em kéo lên sao nó bằng cái ngắn lá chỗ này nè hoặc dài hơn thì nó mới đạt hiệu quả nha anh em con. Nếu mới đạt tiêu chuẩn á. Đó, anh em kéo sao từ kéo đây là kéo lên đây nè. Anh rửa xong cái anh kéo ngược lên đây nè. Đó, rễ nó phải hơn một chút xíu. Bằng hoặc hơn nha anh em bà con. Mà lông hút nó phải nhiều nha. Đây nè anh em xem nè. Đó. Nha. Đó. Thì ở cái cử phân là em nãy em có chia sẻ là em sử dụng Sumo BH. Bây giờ em nhổ thêm cây nữa cho anh em tin nha anh em bà con. Thôi anh em nói em lựa nha. Đây, em giảm xuống lại cái. Đây, nhổ cây nào đây. Bây giờ em nhổ nguyên bụi luôn, nó chùm nè. Thử có rễ nó nhiều nha anh em bà con. Đó. Tại đất nó mềm thì mình dễ nhổ, đất cứng khó anh em mà con. Nói rồi xong em sẽ chia sẻ anh em cách quản lý nước để bộ rễ mình đạt á anh em con, ăn sâu nữa. Đó. Mình giảm phân nữa, chứ không phải rễ ăn sâu là giảm phân anh em ơi, rễ nhiều là giảm phân. Anh em xem bộ rễ nè. Đó, anh em xem nè, ba cây. Ba cây thì nó ra là chín chồi nha. Ba cây thì chín chồi, ba sáu chồi con, ba chồi mẹ nha. Mà anh em xem bụi rễ này có đứt nha anh em con nè. Mà anh em để ý ra cái rễ này nè, lúc nào nó cũng ngang ngửa này hoặc hơn cái này nè, hơn cái chỗ cái mắt lá này nè anh em, cái mắt này nè, thì cái bụi rễ bên dưới là nhiều hơn, nó ngang ngửa, nói chung là nó tầm từ cái đầu này lên đây nha. Dù cái lúa mình cao ngắn gì chỗ này á là phải lên từ chỗ này mới đạt tiêu chuẩn nè, cỡ hút chỗ này hút cái mắt này lên đây nè thì nó mới đạt tiêu chuẩn nha anh em bà con. Còn nếu nó bằng cái này là cũng chưa đủ đô nữa nha. Nha. Đó, thì anh em xem cái bụi rễ này, bữa nay ba cây ba bụi nha anh em bà con. Ba bụi là ba sáu cây con nè. Sáu cây con, ba cây mẹ nè. Mà anh em xem bụi rễ này anh em nhìn là thấy là mê ly luôn nè, thấy không? Thấy không? Mà em nhổ trực tiếp cho anh em xem á. Tại vì chỗ này nó mềm, còn chỗ đất cứng thì mình nhổ nó bị đứt. Chỗ này mình làm để cho nó dễ nhìn nè anh em con. Để em kiếm chỗ cứng cứng em nhổ cho anh em một xem cái nữa rồi em sẽ chia sẻ anh em cách quản lý nước nha. À, lựa cái nhỏ nhỏ này nhổ đi, nó đứt anh em rồi, đứt hết rồi, cởi đi. Đây anh em con, nhưng mà nó cũng không phải vừa nghe, nó đứt thì đứt chứ mà còn vẫn còn nhiều,
Đây nè mà coi. Đây nè anh em xem cái ghế này nè, sao mà nó dài hơn cái này nè. Nó bằng cái này là cũng cũng đạt thôi. Nó bằng cái mắt này nè, anh kéo lên sao nó bằng cái này nè, bằng cái này là nó đạt thôi mà anh em kéo xong lên tới đây nè. Lên tới đây luôn nè, càng dài càng tốt. Càng dài càng mang hiệu quả cao nha. Thì anh em xem cái bộ ghế là một cây nghe anh em con. Đó. Đó, rồi bây giờ em đi vào vấn đề chính anh em coi, nãy giờ nói nhiều quá trời nhiều rồi. Thì bây giờ mình giờ em chia sẻ anh em mà cách cách giữ nước nha anh em con. Thì em để ý đi, cứ mà anh em nếu mà đắt anh em mà không có lúc rồi á thì anh em cứ đưa nước vô. Anh em cứ cứ xả, nếu mà đắt anh em không có lúc rồi á, anh em cứ khui nước ra anh em xả này nẫm cho em nghe anh bà con. Đó anh em xem lúa nè. Thì anh em xả này nẫm giùm em nghe. Đó anh em xả này nẫm giùm em nghe. Nó có cái cử phân đợt 1 là em dễ phân là nẫm luôn nghe anh em con. Em nhắc lại nghe là hai hai bao gây 3 bao DB và 6 và 5 ký hua 5 ký summer VH cho 26 công này nghe anh em con nha. Đó rồi không rồi 2 ngày sau em đưa nước vô. Đưa nước vô em mới khui nước hồi sáng này nè anh em con, tại cái dừa tại đất này á, dùng đất này anh biết sao không? Khi mà anh em cái dừa gì cái cử đầu anh em để nước, phải để nước, không nước là nó chết cây nghe con anh em con. Nó thì em phải giữ nước mới khui hôm qua ra để cho ta bữa nay ta dặm dặm xong rồi em mới đưa nước vô lại nghe anh em con. Đưa nước vô lại 2 ngày sau em sẽ bón phân, em khúc khúc nước bỏ em bón phân nha, bón phân là em giữ luôn, em giữ nước giữ khô vậy nha anh em con. Chừng nào em cảm thấy cái lúa em á, là cái dùng nát phèn nó hực phèn á, thì em mới đưa vô lại, còn không là em để tới tới tới, tới đồng luôn anh em con nha. Thì năm nay là hiện tượng có đồng sớm nha anh em con. Thì cái việc quản lý nước như này anh em con ơi, anh em á, khi nào anh em bón phân cứ 4 ngày sau anh em mới rút bỏ. Khi nào mà anh em đặc biệt cái vấn đề quan trọng của anh em á, anh em bà con nhớ nha, là khi mà bệnh đậu ôn nó có anh em muốn xịt á, là xịt đậu ôn để quản lý tốt á, là em phải có nước nghe anh em bà con. Có nước mới đạt hiệu quả, còn không có nước anh em xịt đi. Nếu mà dịch anh em xịt 3-4 lít liên tục phải dập nó nha. Thì cái video trước em có chia sẻ anh em quản lý đậu ôn một phát một rồi đó anh em bà con, anh em cứ đăng ký xem lại nha. Rồi tới đón đồng cũng vậy anh em bà con, đón đồng 4 ngày sau rút bỏ, khi nào cần nước xịt đưa vô, đưa vô xịt xong 2 ngày sau rút bỏ nghe anh em bà con. Ở vùng đất phù sa anh em cứ làm y chang vậy, anh em đừng có sợ nó mà nó chỗ không nổi hay là nó ấy, anh em rút nước anh em đưa vô nó thụ phấn rất mạnh nha. Thì anh em để tới giai đoạn đồng á, thì anh em đưa vô bón phân xong anh em rút bỏ, anh em bà con mình rút bỏ nghe anh em bà con, mình rút bỏ xong rồi chừng nào mình xịt mình đưa vô lại, chừng nào mình thấy nó bệnh cái mình xịt mình đưa vô lại. Xịt là phải có nước nghe anh em bà con, đừng có xịt khô anh em bà con dở lắm, xịt là phải có nước thì nó mới đạt hiệu quả. Rồi tới giai đoạn mà anh em cứ cắt nước bỏ, tới giai đoạn mà còn 5 ngày nữa, 5-6 ngày nữa là chỗ anh em đưa nước vô một lượng cho em nha. Anh em đưa nước vô một lượng cho em, chừng ngâm nó 2 ngày, 2 ngày anh em rút bỏ, anh em xả một lượng phân cho em, một phần lượng phân anh em nhìn màu lúa anh bón nha. Thì anh em cứ bón là 2 UG 3 kali nha, bón là đậm nha, 2 UG 3 kali đó. Thì 10 công anh em cứ trộn 2 ký sumo pH, anh em gãy đều hết ruộng cho em đó, gãy xin nấm luôn. Rồi khi nó chỗ lật sẹt á, anh em đưa nước vô lại ha, anh em đưa nước vô lại rồi xong anh em cho nó chỗ xong hết cho nó thụ phấn. Thì anh em làm như vậy á, nó thụ phấn rất nhanh anh em con, nó chỗ rất đồng loạt luôn đó. Anh em đưa vô lại là nó chỗ rất mau nghe, nó chỗ rất nhanh luôn mà thụ phấn rất mạnh. Thì tới mà chỗ điều anh em cứ rút nước bỏ, rút nước bỏ giữ ẩm như nè, anh em đừng để cho nó khô mà khô mà nói chung là khô mình đi mà đau chân luôn, đừng có để gì, mình để cho nó nước kim kim nhẹ thôi, là mình đưa lại nước vô lại tiếp rồi mình xịt xịt xong rồi anh em cứ rút nha, anh em cứ rút rút xong rồi tới cái công chúa me anh em cũng vậy, anh em cứ giữ ẩm vậy tới anh đưa nước vô lại rồi anh em xịt công chúa me nè. Cái nền đất mà đất đất phù sa nha, còn nền đất phèn á là bắt buộc anh em phải giữ nước, giữ ẩm, giữ nước sắp sắp là từ giai đoạn mà chỗ lẹt sẹt cho tới chín luôn anh em bà con. Cái vụ hè đông xuân này nha, tại dùng đất phèn nó sẽ hực phèn làm cái lúa mình nó thụ phấn không nổi, hạt lúa sẽ bị lép nghe anh em mình có nhớ nha. Còn dùng đất phù sa ít phèn á, không phèn á, là anh em cứ cứ đưa nước ra, đưa nước vô hoài vậy cho em, khi nào xịt thì đưa vô, khi nào xịt đưa vô. Mà anh em nhớ cái từ giai đoạn chỗ đẹp sẹt tới giai đoạn chính anh em phải giữ cái độ mà nói chung là giữ độ ẩm á, đừng để cho nước chim chim thôi, đừng có nước mà để mình đi xuống mình đau chân thôi đó. Anh cứ giữ khô vậy cho em, giữ ẩm ẩm như này nè anh em đó, anh em đè tay xuống nó vậy nè đó, anh em cứ giữ ẩm hoài luôn cũng được đó, nó như chỗ này cũng được nè, cứng như này hơi hơi vậy nè, mà có cái mạch nước nè.
đó. Thì em chia sẻ anh em mà con tới đây đâu, anh em mà cái video này đeo này hơi nhiều nha anh em mà con, thì anh em mà con nhớ bấm đầu từ đăng ký kênh rồi xem hết cái video này ấy, chia sẻ và cho em xin một like, chia sẻ cho anh em mà con mình xem nha. Video sau em sẽ chia sẻ anh em mà cầu, thứ nhất là về vàng lá chín sớm nè, thứ hai là thứ hai là cái về việc mũi hành và gầy phấn trắng, thay vì anh em xịt liên tục, thay vì xịt 2 ngày sau có nơi xịt, 3 ngày sau nó có nơi xịt, em hứa với anh em chia sẻ anh em cái video sau là gầy phấn trắng nè, đưa vô xịt một phát một rất rẻ tiền, xịt một phát một là 7 ngày sau nha anh em mà con, 7 ngày sau nếu mà có dịch nó quay lại thì xịt tiếp, còn không thì thôi nha. Anh em bà con nhớ bấm vào từ đăng ký kênh để em làm, em nó có động lực em làm những video tiếp theo để chia sẻ anh em bà con mình đó, để đảm bảo được năng suất tối đa nghe anh em bà con ở vụ đông xuân này nha. Rồi anh chào anh em bà con, đây anh em xem con dòng nghe anh em bà con đó, anh em xem bà con nhớ nha, xem nhớ nha. Rồi anh chào anh em bà con nha.